Eden Hazard đã chính thức nói lời chia tay sân cỏ ở tuổi 32, thời điểm mà nhiều cầu thủ vẫn còn có thể tiếp tục duy trì đỉnh cao thêm vài năm nữa. Trên thực tế, đây là chuyện đã được dự báo từ trước. Eden Hazard đã không thể tìm được một đội bóng mới sau khi chia tay Real Madrid. Thế nhưng khi lời chia tay được chính thức đưa ra, cảm xúc chung dành cho ngôi sao người Bỉ vẫn là một niềm tiếc nuối. Không có gì phải nghi ngờ khi chúng ta xếp Hazard vào danh sách những cầu thủ tài hoa nhất trong thế hệ của Anh. Chỉ tiếc rằng sự nghiệp của tiền vệ sinh năm 1991 đã gặp quá nhiều trắc trở và phải sớm khép lại do những vấn đề khác nhau. Cho tới khi mà Hazard khép lại sự nghiệp của mình, chúng ta vẫn khó có thể cắt nghĩa một cách chính xác đó là vì sao sự nghiệp của anh ta lại lụi tàn nhanh chóng như vậy. Từ vị thế của một ngôi sao hàng đầu thế giới trong màu áo của Chelsea, Hazard biến thành một con người hoàn toàn khác khi chuyển sang Real Madrid. Từ chỗ được xem là người giỏi nhất thế giới, không tính hai siêu nhân Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, Hazard trở thành một cái bóng lầm lũi ở Santiago Bernabeu. Anh tồn tại mà như không tồn tại, nhạt nhòa trong màu áo trắng như một bóng ma, và cứ khi người ta bắt đầu kỳ vọng vào một sự trở lại nào đó, Hazard lại đột ngột biến mất. Hazard ở Real Madrid là một trong những kỳ án lớn nhất của thế giới bóng đá. Theo ngôn ngữ của các fan bóng đá thời điểm này, có vẻ như Chelsea đã quên không gửi giấy hướng dẫn sử dụng cho Real Madrid khi mà Hazard ký hợp đồng với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Trên thực tế, sự nghiệp lụi tàn thảm hại của Hazard được nhiều người xem là cái giá phải trả cho phong cách chơi bóng dũng cảm của ngôi sao người Bỉ và những tổn thất mà anh đã phải gánh chịu trong suốt sự nghiệp của mình. Trong một trận đấu El Clasico đầu năm 2022, Real Madrid đã vượt lên nhờ một tình huống phối hợp ấn tượng của hai ngôi sao sáng nhất trong đội hình. Karim Benzema xải những bước đầy tự tin về phía trước và thực hiện đường truyền xuất sắc cho một trong những cầu thủ chạy cánh tài năng nhất thế giới, Vinicius Junior. Cầu thủ người Brazil dứt điểm gọn gàng để ghi bàn thắng thứ 15 trong một mùa giải hết sức ấn tượng của cá nhân anh. Trong bóng tối của băng ghế dự bị, Eden Hazard âm thầm theo dõi màn ăn mừng. Người ta tự hỏi rằng liệu anh đang nghĩ điều gì đó, kiểu như là thật là một bàn thắng đẹp, nhưng ngôi sao sáng nhất hiện tại ở đội bóng này lẽ ra phải là tôi mới đúng. Hazard đến Real Madrid để trở thành huyền thoại, nhưng những điều thật sự xảy ra là thảm họa. Anh đã mơ về vụ chuyển nhượng này từ khi còn nhỏ. Cuối cùng, vào thời điểm cuộc hẹn với định mệnh xảy ra năm 2019, Hazard lại đón nhận nó theo cách mà chẳng ai ngờ tới. Vấn đề thực sự của Hazard là cơ thể của anh đã tích lũy nhiều vết thương với tốc độ tiến triển đáng lo ngại. Hãy nhìn vào những con số thống kê cho thấy sự sa sút về mặt thể lực đáng kinh ngạc của Hazard. Trong 7 mùa giải ngoạn mục ở Chelsea, ngôi sao người Bỉ chỉ bỏ lỡ có tổng cộng 21 trận đấu vì chấn thương. Đến cuối năm 2021, trong mùa giải thứ 3 ở Real Madrid, anh đã bỏ lỡ 61 trận, gấp gần 3 lần số trận nghỉ ở Chelsea. Không có gì ngạc nhiên khi sự vắng mặt liên tục đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến những đóng góp của anh. Ở Chelsea thì cứ 3 trận anh lại ghi bàn một lần. Ở Madrid, tần suất đó đã giảm xuống còn hơn 10 trận một bàn. Nhưng trực quan hơn các số liệu thống kê, có những chứng cứ đáng sợ được cung cấp bằng mắt thường. Khi nói đến khả năng vượt qua các hậu vệ đối phương trong các cuộc đối đầu trực tiếp, Hazard từng chỉ đứng sau Lionel Messi. Tuy nhiên điều đó đã không còn xảy ra ở Real Madrid. Có một nhóm những ngôi sao sân cỏ sở hữu kỹ thuật siêu phàm mà khả năng của họ chủ yếu dựa vào khả năng bùng nổ. Và một khi mất đi thuộc tính đó, họ sẽ trở thành những phiên bản không thể nhận ra của chính mình, theo nghĩa thảm họa. Andriy Shevchenko nhanh như một cơn bão trong thời kỳ đỉnh cao của anh. Nhưng khi chuyển từ AC Milan đến Chelsea, anh trở thành một phàm nhân. Kaká cũng vậy khi rời AC Milan để gia nhập Real Madrid. Fernando Torres thì bị xem là cú lừa vĩ đại khi ký hợp đồng với Chelsea sau thời gian bùng nổ ở Liverpool. Đó chỉ là một vài ví dụ tiêu biểu cho sự khắc nghiệt của môn thể thao này khi bạn đã ở trình độ cao nhất và cứ tưởng rằng mọi thứ sẽ mãi mãi như vậy. Với mức lương khổng lồ mà nhiều cầu thủ kiếm được, chúng ta thường thiếu đi sự thông cảm với khối lượng công việc mà một số người phải chịu đựng. Nhiều cầu thủ bóng đá trải qua phần lớn những năm tháng đỉnh cao của họ trong tình trạng đau đớn liên tục, và thậm chí đó là điều bình thường. Cựu tiền đạo của Chelsea Didier Drogba đã thi đấu với chấn thương háng trong dòng giã 6 năm trời mà không được điều trị dứt điểm. Có nhiều lý do khiến cho thể lực của một cầu thủ có thể tụt dốc, nhưng việc thiếu thời gian phục hồi là nguyên nhân chính trong số đó. Mặc dù mọi cổ động viên đều yêu thích một cầu thủ bóng đá luôn đẩy bản thân đến cực hạn của mình, nhưng có lẽ là mong muốn đó cũng phải có giới hạn. Chúng ta có thể nhìn vào trường hợp huyền thoại Gabriel Batistuta của Fiorentina, AS Roma và Argentina, người đã phải gánh chịu nỗi đau thể xác cho đến khi giải nghệ, đến mức như ông đã chia sẻ với một phóng viên. Có những ngày tôi không thể ra khỏi giường, tôi đã khóc vì tức giận và tự nhủ, không thể cứ tiếp tục như thế này được. Tôi cảm thấy buồn nôn, đau đớn đến nỗi tôi đến gặp một bác sĩ bạn của tôi và yêu cầu anh ấy cắt cụt hai chân của tôi.
tôi đã cầu xin anh ấy, tôi đã nói với anh ấy rằng đây không còn là cuộc sống nữa. Eden Hazard có thể là một trường hợp tương tự nếu chúng ta nhìn vào hai gương mặt đối lập của anh trước và sau khi ký hợp đồng với Real Madrid. Mùa 2018-19, Chelsea dưới sự dẫn dắt của Maurizio Sarri là một đội bóng tương đối buồn tẻ, nhạt nhẽo và chỉ trở nên sinh động khi số 10 của họ được cầm bóng. 2018-19 là một mùa giải cực kỳ xuất sắc đối với Hazard khi anh ghi được 31 bàn thắng và là nguồn cảm hứng cho đội bóng của Sarri giành vị trí thứ 3 ở Premier League. Không chỉ có vậy, Chelsea còn giành thêm danh hiệu Europa League cũng nhờ phong độ xuất chúng của ngôi sao người Bỉ. Vì vậy, khi mà Real Madrid liên lạc và sẵn sàng chi hơn 100 triệu bảng để ký hợp đồng với Hazard, không ai nghi ngờ điều gì cả. Los Blancos luôn trung thành với chiến lược giành bằng được những cầu thủ tốt nhất thế giới. Tuy nhiên, thay vì trở thành một biểu tượng mới ở Santiago Bernabeu, khoảng thời gian của Hazard ở Real Madrid là một thảm họa. Phép thuật của Hazard đã bị tước đoạt ngay từ những ngày đầu tiên tại Real Madrid. Anh bị thừa cân ở giai đoạn tiền mùa giải vào mùa hè năm 2019. Sau đó thì anh đã bỏ lỡ trận khởi đầu mùa giải La Liga vì chấn thương đùi. Đó là những trúc trắc đầu tiên cho 4 năm khốn khổ cuối cùng trong sự nghiệp của ngôi sao người Bỉ. Tất nhiên là bản nhạc không chỉ có những nốt trầm, Hazard vẫn có những khoảnh khắc làm mọi người đều phải ngưỡng mộ. Anh đã có vài màn trình diễn ấn tượng trước khi một pha phạm lỗi từ người đồng hương Thomas Meunier trong trận đấu vòng bảng Champions League với Paris Saint-Germain đã làm tổn thương mắt cá chân của Hazard và kéo theo một sự sụp đổ hàng loạt sau đó. Chấn thương mắt cá chân đã hành hạ Hazard trong vài năm sau đó, đặc biệt là khi anh được lắp một tấm kim loại vào chân sau cuộc phẫu thuật. Vấn đề này cũng gây ra hậu quả nghiêm trọng khi Hazard đã liên tục vắng mặt nhiều trận đấu với các rắc rối về cơ bắp. Điều tương tự chưa từng xảy ra ở Chelsea và Lille. Vấn đề thể lực của Hazard ở Tây Ban Nha hoàn toàn mới lạ so với hồ sơ của anh. Đó là hậu quả của sự tích lũy liên tục những vết thương được điều trị sơ sài, không có đủ thời gian để hồi phục và cả sự mệt mỏi về mặt thể chất lẫn tinh thần kéo dài suốt sự nghiệp. Sự kiên nhẫn của các huấn luyện viên nhanh chóng giảm sút khi Hazard phải chịu đựng hết chấn thương này đến vấn đề khác, ngay cả khi sự vắng mặt của anh không kéo dài. Với việc Vinicius Junior nổi lên như một siêu sao và Rodrigo phát triển thành một mảnh ghép hữu ích cho hàng công của kền kền trắng, cuối cùng Real Madrid không cần phải tiếp tục chờ đợi Hazard nữa. Transfermarkt thống kê rằng Hazard đã gặp 18 chấn thương trong 4 năm sự nghiệp ở Madrid, tổng cộng 498 ngày phải nghỉ thi đấu và vắng mặt 77 trận. Ở chiều ngược lại thì Hazard ra sân tất cả 76 lần cho Los Blancos trên mọi đấu trường, nghĩa là số trận anh nghỉ còn nhiều hơn số lần mà ngôi sao người Bỉ có thể thi đấu. Mọi thứ đã dẫn đến một kết cục phải xảy ra. Eden Hazard được kỳ vọng vươn lên một đẳng cấp mới ở Real Madrid, nhưng rốt cuộc thì câu chuyện của anh ta đã kết thúc bằng nỗi buồn và niềm tiếc nuối. Song, đó cũng là lời cảnh tỉnh cho các đội bóng và cầu thủ về giới hạn thể chất của mỗi cá nhân. Nếu vượt qua làn danh cảnh báo, hậu quả có thể sẽ rất nặng nề.